Trên đời này, người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau. Đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Mỗi ngày thức dậy, bạn nghĩ đến một ai đó. Trước khi đi ngủ, bạn cũng nghĩ đến một ai đó. Đó là một ngày trọn vẹn. Mỗi ngày chỉ cần dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau. Như vậy thôi cũng đủ làm đối phương ấm áp. Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng. Yêu không chỉ là một danh từ, nó là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời, để những ước mơ tự do bay xa mãi. Tay nắm tay,